Một bản kiến nghị bảo tồn dinh thường thơ vừa được một nhóm tri thức soạn thảo và công bố vào chiều ngày 9 tháng 5 nhằm thu thập chữ ký của người quan tâm đến nguy cơ đập bỏ tòa nhà lịch sử này do dự án mở rộng trụ sở Ủy ban thành phố Sài Gòn. Lấy tư cách là những người sống và sanh trưởng ở Sài Gòn, nhóm trí thức người Việt trong, ngoài nước và cả người ngoại quốc yêu thành phố này đã đồng kiến nghị Ủy ban thành phố Sài Gòn ngưng quyết định phá bỏ dinh thường thơ để xây trụ sở hành chánh theo báo tuổi trẻ thì đây là bản kiến nghị cô động nêu vấn đề xác đáng có thể nhận thấy sự am hiểu và mức độ tha thiết của những người soạn thảo đang bày tỏ một vấn đề nóng với chính quyền sài gòn ở góc độ quản lý và bảo tồn thì bản kiến nghị nêu rõ, cách quản lý di sản và luật di sản đang có vấn đề nghiêm trọng. Việc dinh thường thơ không nằm trong danh sách di tích bảo tồn không phải là lý do phá bỏ. Nếu vậy thì những công trình cổ như nhà thờ Đức Bà, bưu điện chưa là di tích cũng sẽ bị phá bỏ sao? trong khi Singapore diện tích 700 cây số vuông có 7.000 công trình, 72 khu vực tượng đài di tích được bảo tồn, so với Sài Gòn diện tích 2.000 cây số vuông chỉ có hơn 100 công trình và di tích. Về phương diện văn hóa lịch sử thì bản kiến nghị vắn tắt đề cập lịch sử hình thành và giá trị của công trình dinh thường thơ qua lịch sử hơn 130 năm đô thị Sài Gòn từ khi được tu sửa như tòa nhà hiện nay vào năm 1882 đáng kể nhất là bản kiến nghị đề cập một chi tiết nhất thiết phải lưu ý khi tổ chức sài gòn thành đô thị thông minh đó là vấn nạn kẹt xe ở khu trung tâm nạn kẹt xe sẽ tăng nhanh đến chóng mặt khi trụ sở ủy ban sài gòn mở rộng từ đó bản kiến nghị đã nêu lên ba thỉnh nguyện với chính quyền sài gòn thứ nhất là hủy bỏ phương án Glenser phá hủy dinh thượng thơ nếu phải xây dựng trung tâm hành chánh thì nên đặt ở vị trí vùng đất mới khác chứ không nên phá hủy công trình kiến trúc lịch sử trong phần lõi của trung tâm. Thứ hai là đưa dinh thượng thơ và các kiến trúc lịch sử, trụ sở ủy ban, nhà hát thành phố, bưu điện và nhà thờ Đức Bà vào diện bảo tồn. Thứ ba là khi tái cấu trúc thành phố cần tôn trọng và gắn kết với mạng lưới di sản tại trục đường Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, trục đường Đồng Khởi, Pasteur nơi có bảo tàng, nhà hát lớn, dinh độc lập, trụ sở ủy ban, nhà thờ Đức Bà, thư viện tổng hợp công viên Chi Lăng, công viên Bách Tùng Diệp. Theo báo tuổi trẻ, tính đến 9 giờ 30 tối ngày 10 tháng 5, đã có gần 2.000 lượt người ký tên vào bản kiến nghị này và con số vẫn đang tiếp tục tăng lên.